Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tô Màu của mình. Thì hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh người nhện này nha mọi người. Xin mời mọi người hãy theo dõi video của mình để xem mình tô màu bức tranh này sẽ như thế nào nhé. Và đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé. Bye bye.